Thưa quý vị và các bạn, sau khi bước qua độ tuổi 35 thì phụ nữ phải đối diện với nguy cơ suy giảm nội tiết tố nữ, và điều này có thể gây ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe cũng như ngoại hình và thậm chí là cả tâm sinh lý, khiến cho người phụ nữ phải đối diện với những buồn, âu lo hay là cả những rắc rối khác trong cuộc sống. Vậy thì đâu là lời khuyên cũng như là những giải pháp cho những người phụ nữ của chúng ta khi bắt đầu bước vào độ tuổi trung niên? Khi mà đối với phụ nữ bị thiếu estrogen ấy, thì người ta có hai phương pháp điều trị. Mà cái người ta nói cái cội nguồn thay đổi này là gì? Là estrogen, là cái trục nó estrogen nó sản xuất ra là cái trục của hạ não và tuyến yên và buồng trứng. Nhưng đến cái tuổi đấy thì chúng ta phải chấp nhận thôi, ôi thời oanh liệt có còn đâu, nhưng mà chúng ta phải biết đấy, chúng ta phải giảm nó từ từ. Khi mà nội tiết nó không đủ để kích thích cái tuyến yên tiết ra một cái chất là FSH, LH, nó kích thích cái nang noãn, nó sẽ phát triển ra estrogen, nó là tiết ra estrogen, nhưng mà nang noãn bây giờ nó không đáp ứng nữa, thế thì nó giảm đi thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả như là chúng ta vừa nói. Mà muốn bây giờ khắc phục điều trị gì, chúng ta phải bổ sung cái estrogen nội sinh, tức là do cái buồng trứng tiết ra, hoặc là do những cái lớp mỡ ở dưới da nó sẽ thơm hóa, tức là nhờ cái men amateurose nó sẽ chuyển hóa cái mỡ đấy, nó trở thành estrogen. Mà cái kiểm soát của cái estrogen nội sinh nó hơi khó, cho nên trước khi chỉ định một cái điều trị estrogen nội sinh đấy là người ta phải khám bệnh nhân, loại trừ những trường hợp là để chống chỉ định là sử dụng estrogen. Nhưng một điều rất là hay đấy là người ta bổ sung bằng estrogen ngoại sinh, tìm những cái chất nào nó có tác dụng như estrogen mà nó dễ dàng đưa vào. Mà đấy là những cái đơn giản nhất và bây giờ thông dụng nhất là isoflavone. Nó giúp cho điều chỉnh và nó bổ sung nội tiết cho người phụ nữ. Người phụ nữ sẽ giảm được những cái triệu chứng của rối loạn tiền mãn kinh. Mà cái isoflavone đấy người ta thấy được đâu? Đấy là trong cái mầm đậu này, người ta với là chiết xuất cái tinh chế đấy. Và nó có thể mang lại cái lợi ích như là estrogen, gần như là estrogen nội sinh, thì tôi nghĩ đấy là cái điều rất là tốt và đấy là tiến bộ của khoa học. Và để cùng tìm hiểu thêm về những kiến thức mà chuyên gia của chúng tôi vừa chia sẻ, hãy cùng chúng tôi theo dõi một số hình ảnh sau đây. Nano mầm đậu nành với thành phần được chiết xuất từ mầm đậu nành, isoflavone 0,3%, 250 mg, nano isoflavone 3,9%, 200 mg, cao khô đan sâm 50 mg, phụ liệu vỏ nang gelatin, magnesi stearat, có tác dụng giúp bổ sung isoflavone, hỗ trợ cải thiện các rối loạn do suy giảm nội tiết tố ở phụ nữ. Công nghệ nano đã được tư vấn bởi Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Khi công nghệ nano được ứng dụng trong bào chế nano isoflavone, sẽ giúp đưa các hoạt chất isoflavone về kích thước siêu nhỏ và để dễ dàng thẩm thấu sâu và tăng khả năng hấp thụ vào cơ thể lên đến 95%. So với các isoflavone thông thường khác. Đây cũng chính là điểm ưu việt của nano isoflavone. Phù hợp cho phụ nữ tiền mãn kinh có các dấu hiệu bốc hỏa, dễ cáu gắt, khả năng sinh lý giảm sút, mất ngủ, sạm da, nám da, tàn nhang, vết nhăn trên da, tóc khô sơ, dễ gãy rụng. Thưa quý vị và các bạn, với sự tiến bộ của khoa học thì thật tuyệt vời khi mà những người phụ nữ có thêm những giải pháp để có thể nâng cao sức khỏe của mình. Cụ thể trong chương trình ngày hôm nay đó chính là khắc phục tình trạng suy giảm nội tiết tố nữ. Và không biết là chị Mai Trang còn điều gì băn khoăn thắc mắc nữa không ạ? Thưa bác sĩ, tôi cũng tìm hiểu khá là nhiều cái tinh chất isoflavone nhưng mà không biết là nên lựa chọn sản phẩm gì ạ? Trong những các cái thực phẩm chăm sóc sức khỏe bây giờ thì có khá nhiều những các cái sản phẩm có mang cái isoflavone, nhưng mà bây giờ có một cái sản phẩm nó mới, nó là flagon. Tôi cho rằng cái điều này cũng rất là hấp dẫn, cái hàm lượng cái isoflavone nó cao hơn hẳn những cái sản phẩm khác. Hàm lượng nó nhiều thì chúng ta vừa đỡ phải uống cái số lượng nhiều này, thứ hai là cái lượng nhiều nó lại là gì, nó sẽ cái tác dụng của nó nhiều hơn. Nhưng mà tôi cho rằng nữa này, vì một là cái thực phẩm chăm sóc sức đẹp thì người ta có quyền lựa chọn. Nhưng mà tôi khuyên các bạn, ví dụ như Mai Trang chẳng hạn, là hãy là người sử dụng, khách hàng thông minh. Và nghĩa là gì? Chúng ta lựa chọn những các cái sản phẩm nào đã được nghiên cứu, đã được chứng minh bằng khoa học và nó phù hợp với mình. Và quả thực là những cái lời khuyên không chỉ là mang theo những kiến thức khoa học mà cả trong đó là những sự chia sẻ rất chân thành với chị em phụ nữ nữa. Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Vũ Tiến Hòa với những chia sẻ cũng như là những đồng cảm của ông với những chị em phụ nữ trong chương trình ngày hôm nay. Hướng dẫn mua hàng từ video.
Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.